Giai đoạn 1 tiền kỳ. Khảo sát bối cảnh. TVC 360 sẽ đi khảo sát những bối cảnh của doanh nghiệp dùng để quay phim. Tiếp nhận thông tin khách hàng. TVC 360 sẽ gặp gỡ khách hàng, trao đổi và thu thập thông tin, tư liệu từ khách hàng. Viết kịch bản, biên kịch tổng hợp thông tin có được từ khách hàng, tham khảo thông tin liên quan trên Google và triển khai viết kịch bản. Thống nhất kịch bản. TVC 360 sẽ thảo luận nội dung và thống nhất kịch bản với doanh nghiệp. Giai đoạn 2, sản xuất. Triển khai kế hoạch, sắp xếp thời gian để buổi quay phim diễn ra thuận lợi, tránh phát sinh chi phí và kéo dài thời gian sản xuất. Chuẩn bị. Chọn ra đội ngũ sản xuất chính, chuẩn bị trang thiết bị, đạo cụ đến quay phim tại doanh nghiệp. Quay phim. Đạo diễn trực tiếp là người chịu trách nhiệm chính, phải đảm bảo thể hiện được đầy đủ nội dung kịch bản, bối cảnh quay, âm thanh, ánh sáng, phải thống nhất trong toàn bộ quá trình. Giai đoạn 3, hậu kỳ. Cắt dựng, cắt ghép các cảnh quay theo thứ tự trong kịch bản đã thống nhất. Thu âm, doanh nghiệp sẽ lựa chọn người đọc lời bình và TVC 360 sẽ thu lời bình. Âm thanh, âm nhạc, lồng tiếng, nhạc nền hoặc âm thanh cho video. Hiệu ứng hình ảnh, tạo một số hiệu ứng theo yêu cầu nội dung kịch bản. Giai đoạn 4, bàn giao và nghiệm thu. Sau khi hoàn thành bộ phim, TVC 360 sẽ gửi sản phẩm đến khách hàng để đánh giá và có yêu cầu chỉnh sửa. Chỉnh sửa hoàn thiện và được thông qua, TVC 360 sẽ bàn giao sản phẩm cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ nghiệm thu sản phẩm,